Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục cái phần tự học Access cơ bản. Thì trong video này mình sẽ trình bày với các bạn một cái vấn đề, đó là tạo table trong Access. Nếu như các bạn chưa biết table trong Access là gì thì mình sẽ giải thích sơ qua table Access là cái gì. Mình ví dụ như các bạn tạo ra một cái file Excel để quản lý học viên, thì đây là một cái sheet để quản lý các bạn. Thì trong Access cũng như vậy các bạn, nó cũng có thể tạo ra cho mình một cái table. Excel thì gọi là sheet, nhưng Access thì gọi là table. Rồi câu hỏi tiếp theo, tại sao mình lại dùng Access đi quản lý mà không dùng Excel? Thì câu trả lời là khi dữ liệu nó nhiều các bạn, trên 10.000 dòng, thì tốc độ xử lý của nó sẽ nhanh gấp 10 lần so với Excel. Đó các bạn, khi dùng Excel, nhiều lúc dữ liệu của các bạn nhiều lên, các bạn sẽ gặp tình trạng đơ đơ. Đó thì đối với Access rất là tuyệt vời các bạn, những lập trình viên của Microsoft họ đã lập trình ra cái phần mềm này cho mình dùng, cực kỳ hay luôn. Và trên toàn thế giới sử dụng phần mềm Access này để quản lý cái dữ liệu của họ các bạn. Rồi bây giờ mình quay lại cái vấn đề chính của video này, đó là cách tạo table trong Access. Trước tiên các bạn hãy khởi động Access, tiếp theo các bạn hãy click vào Blend Database. Và những cái phần bên tay phải này các bạn thì mình có giải thích ở video trước, các bạn có thể xem. Còn phần này mình tập trung vô phần Blend Database nghe. Rồi các bạn tích vô nghe. Rồi tiếp theo các bạn có thể chọn cái thư mục để lưu file Access của mình. Các bạn có thể thay đổi ở đây nghe, còn mình vẫn giữ nguyên. Mình đặt cái tên là quản lý học viên. Sau đó mình nhấn click cái các bạn. Rồi các bạn hãy thoát cái này cho mình nghe. Tiếp theo các bạn vô phần click cho mình. Đây các bạn, thì nó sẽ có 3 phần, nhưng mình chỉ tập trung 2 phần này các bạn, table và table design. Phần table này là phần tạo table tự động trong Access, tạo rất là nhanh. Còn phần table design là mình tạo thủ công các bạn. Đó, hai cái nó đều có cái ưu và nhược khác nhau. Và đặc biệt một cái là nó cùng cho ra kết quả như nhau các bạn nghe, chứ không phải là mỗi cái nó cho ra kết quả khác đâu. Mình sẽ tạo tự động trước nghe. Tích vô cái các bạn. Rồi các bạn hãy click vào đây. Đó, nó ghi hướng dẫn rất là kỹ, các bạn thấy chưa? Tích vào đây nghe. Bởi vì thứ tự là kiểu số, các bạn hãy chọn number cho mình nghe. Rồi sau đó các bạn nhập vô đây cho mình là thứ tự, được chưa? Tiếp theo họ tên đúng không ạ? Tích vô đây. Họ tên là kiểu chữ thì các bạn ghi là sort text cho mình. Các bạn ghi là họ tên. Đó. Tiếp theo các bạn lớp là kiểu chữ, chọn sort text cho mình và ghi vô đây lớp. Rồi tiếp theo điểm, chọn vô đây các bạn. Điểm là kiểu số, các bạn chọn number cho mình. Rồi ghi điểm. Ok các bạn. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo table thủ công. Các bạn vô click cho mình. Vô table design. Thứ tự các bạn. Tích vô đây các bạn này. Sau đó mình chọn kiểu số, đúng không ạ? Họ tên các bạn. Chọn kiểu chữ là sort text. Tiếp theo là lớp các bạn. Rồi mình sẽ chọn kiểu sort text luôn. Rồi điểm, mình sẽ chọn kiểu number. Rồi các bạn, để mình mở lại, mình design cái table lúc nãy mình thiết kế xem như thế nào. Rồi nó có thêm ID nữa nghe. Rồi ID là khóa chính. Thì cái vấn đề khóa chính mình sẽ nói ở cái video tiếp theo nghe. Bây giờ mình sẽ chèn thêm cột khóa chính cho nó giống bên kia nghe. Chèn vô này ID. Rồi mình sẽ chọn kiểu auto number, là số tự động tăng các bạn. Rồi thiết lập đồng khóa chính. Lưu. Rồi mình sẽ đặt là TB học viên. Bởi vì tên table học viên có rồi các bạn, nên mình giờ mình bây giờ mình sẽ thêm số 2 vô nghe. Ok các bạn. Rồi mình thoát đi. Rồi mình mở lên các bạn xem này. Đây là cách tạo table tự động. Đây là cách tạo table thủ công. Đó thì kết quả cho ra như nhau các bạn nghe. Nhưng mà khi các bạn làm phần mềm thiết kế thì các bạn chỉ thiết kế một trong hai cách thôi. Đó, ở đây mình ví dụ để các bạn dễ hiểu mà. Rồi bây giờ mình sẽ, sau khi mình thiết kế table xong thì mình sẽ nhập liệu để các bạn xem nghe. Tích đôi vô các bạn. Rồi các bạn nhập số thứ tự là 1 này. Trần Văn A, lớp A, điểm này. Đó thì các bạn thấy nó giống như Excel chưa? À, không khác gì Excel hết. Nhưng mà đối với Access nó xử lý dữ liệu nhanh gấp 10 lần hơn. Đó bởi vậy mà các bạn nào có cái file dữ liệu mà nhiều ấy thì các bạn có thể làm phần mềm bằng Access, nó sẽ nhanh gấp 10 lần. Và đồng thời nó chuyên nghiệp hơn các bạn. Nó giống như một cái phần mềm thực thụ vậy. Đó. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những bài học mới nhất về tự học Access cơ bản của mình. Mình là Nhật, chuyên dạy làm phần mềm thực tế bằng Access. Các bạn có thể liên hệ với mình.